Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, chiều nay ngày 15 tháng 6, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cùng tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị quận Cẩm Lệ gồm các ông Đinh Vui, Trần Tuấn Lợi và bà Nguyễn Thị Anh Thảo đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ. Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh. Thông tin đến bà con cử tri, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị quận Cẩm Lệ cho biết, kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10 sẽ diễn ra từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 7. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ thảo luận, quyết định các vấn đề phát triển kinh tế xã hội và các chính sách đặc thù của thành phố, cùng nhiều nội dung quan trọng khác. Tại đây, cử tri đã kiến nghị đến Hội đồng Nhân dân thành phố nhiều vấn đề dân sinh bức xúc, cần xem xét giải quyết. Các trục đường chạy qua khu dân cư, xe tải vận hành với tốc độ cao gây nguy hiểm cho tính mạng con người, đó là đường Mai Chí Thọ đoạn từ ngã tư Mai Chí Thọ Nguyễn Phước Long đến ngã tư Mai Chí Thọ Lê Hồng Sơn đã có nhiều vụ tai nạn xảy ra. Giải pháp đề nghị xây dựng gờ giảm tốc. Nếu thành phố hoặc cơ quan chức năng không giải quyết thì tạo điều kiện cho người dân ở địa phương làm trên cơ sở theo cái chỉ đạo của cơ quan chức năng. Thì trong thời gian vừa qua, thì phường Hòa Xuân cũng đã được thành phố đầu tư xây dựng 3 khu công viên vườn dạo tại các hồ điều tiết. Trong đó có 2 khu cơ bản đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Nhưng hiện nay vỉa hè xung quanh khu vườn dạo chưa được đầu tư cải tạo, cỏ mọc um tùm làm ảnh hưởng đến cảnh quan mỹ quan của khu công viên. Tiếp thu và cảm ơn những ý kiến đóng góp của bà con cử tri, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết khẳng định, hiện nay thành phố đang tích cực triển khai mô hình chính quyền đô thị, trong đó việc ghi nhận các kiến nghị của cử tri luôn được đổi mới và đặc biệt chú trọng. Tại đây, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố cũng thông tin làm rõ thêm đối với các vấn đề mà cử tri quan tâm. Về các cái cơ sở sản xuất ô nhiễm tiếng ồn trong khu dân cư thì bây giờ cái khó nhất là chúng ta thiếu cái cụm công nghiệp hoặc là thiếu cái khu công nghiệp để đưa những cái ông này vào. Cả thành phố hiện nay tính toán sơ bộ là không phải là ít nhất là 550 cái cơ sở như thế, chứ không phải là 1-2 cái. Cũng rất là bức xúc. Dân thì kiến nghị nhiều, chủ doanh nghiệp cũng muốn đi, chứ không phải là họ muốn ở lại, nhưng mà không có cái chỗ nào phù hợp để người ta vào hết. Cho nên là hiện nay thành phố cũng khẩn trương đó là làm cái cụm công nghiệp Cẩm Lệ, rồi tiến tới đây phải làm tới 9 cái cụm công nghiệp tương tự như thế để mà chúng ta giải quyết câu chuyện này. Tuy nhiên cũng báo cáo các vị cử tri cũng chia sẻ cho là theo quy định của pháp luật á, thì không được dùng ngân sách nhà nước, nghĩa là không được đầu tư công cho các cụm công nghiệp này, mà chỉ là vấn đề xã hội hóa và kêu gọi các nhà đầu tư thôi. Chứ còn những cái vùng chỉ được đầu tư công ở những vùng hết sức khó khăn thôi, hết sức khó khăn những vùng đô thị miền núi thôi. Chứ đô thị là không được dùng đầu tư công để đầu tư các cụm công nghiệp. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố cho biết, hiện nay các cơ quan, ban ngành thành phố cũng đang tiếp tục quan tâm, nghiên cứu, điều chỉnh các chính sách về quản lý các lô đất trống, xử lý nước thải, chính sách cho người hoạt động không chuyên trách tại xã phường, đồng thời đề nghị Ủy ban Nhân dân quận Cẩm Lệ và phường Hòa Xuân khẩn trương rà soát các kiến nghị của cử tri trên các lĩnh vực để sớm giải quyết dứt điểm, đảm bảo đời sống người dân.